sau khi mà các bạn theo dõi Như Thảo một thời gian thì các bạn cũng biết là Như Thảo đã rất vất vả để có thể thi đậu bằng lái xe. Và ngay khi có bằng lái xe thì mình đã ăn mừng bằng cách chi một số tiền không hề nhỏ để sắm siêu xe. Và đây là chiếc siêu xe đầu tiên trong cuộc đời của Như Thảo. Hôm nay Như Thảo sẽ review chiếc siêu xe đó và sẽ lái một vòng dạo quanh Sài Gòn. Mời các bạn cùng đi theo Như Thảo nhé. Cuối cùng á, tôi cũng lái xe được rồi. Chị Thảo chở xe cho con. Tại sao luôn quên cái mắt kính?